Bí quyết thành công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Xin kính chào các quý khán giả của Bí quyết thành công. Thưa quý vị và các bạn, người Nhật xưa nay vốn được cả thế giới nghiêng mình nể trọng về tính nghiêm túc, cẩn thận, chỉn chu cho công việc. Và để rèn luyện những đức tính tốt đẹp ấy, họ luôn sống và làm việc theo tôn chỉ. Nếu bạn đã bắt tay làm một việc gì đó, thì hãy làm điều tốt nhất có thể. Thật không quá khi nói, đây như là một thứ tôn giáo được sùng bái, tạo nên văn hóa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Những quy tắc kinh doanh dẫn đến thành công của người Nhật trong 5 điều nhân, lễ, nghĩa, chí, tín thì chữ tín được người Nhật đặt lên hàng đầu. Với người Nhật thì chữ tín trong kinh doanh và lòng tin trong các hoạt động xã hội luôn được đề cao. Quy tắc kinh doanh số 1, đặt chữ tín lên đầu. Chữ tín chính là đặc điểm nổi bật của những cư dân đất nước mặt trời mọc. Dù làm bất cứ việc gì, dù nó lớn hay nhỏ, dù nó quan trọng hay không quan trọng, những cư dân ấy vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc và lời hứa với đối tác hay là đối tượng giao tiếp. Chính cái nguyên tắc này đã mang lại sự thành công rất lớn cho người Nhật. Chữ tín được thể hiện từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nếu bạn có dịp đặt chân đến Osaka thì bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những shop mini không người bán, người mua chỉ việc chọn lấy sản phẩm mình ưa thích, tự giác bỏ tiền vào thùng theo đúng giá niêm yết. Ở một số tỉnh như là Hokkaido hay là Sapporo và Osaka, người mua không phải gửi túi sách khi tham gia mua sắm ở hầu hết các cửa hàng. Tại Nhật Bản, trong công việc mọi thứ đều được kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ để tránh tình trạng sai sót. Nhưng nếu bạn hỏi kiểm soát về tính trung thực thì có lẽ là không bao giờ có. Người Nhật luôn đặt niềm tin lẫn nhau. Không phải ngẫu nhiên mà người Nhật luôn có lòng tin về tính trung thực, tự giác của người dân trên đất nước họ, mà bởi vì đức tính đó được hình thành, giáo dục từ thuở nhỏ, được rèn luyện trải qua thời gian và dần dần, nó trở thành tính cách đặc trưng của hầu hết người dân sống trên đất nước mặt trời mọc. Nếu như ở Việt Nam, hai từ thông cảm thường được dùng để biện minh cho những lỗi lầm, những sai phạm, thì đối với người Nhật, chữ tín và cam kết thực hiện đúng những gì họ hứa luôn được đặt lên hàng đầu. Dù đôi lúc việc giữ chữ tín có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty, nhưng chữ tín là điều cần giữ để công ty có thể tồn tại. Fujita, một công ty chuyên sản xuất dao, để cung cấp cho các công ty thực phẩm là một ví dụ điển hình về chữ tín của người Nhật. Theo hợp đồng thì Fujita sẽ phải giao 3 triệu chiếc dao nĩa cho một công ty thực phẩm ở bang Chicago, Mỹ vào ngày 3 tháng 9. Tuy nhiên, do một vài sự cố thiết bị xảy ra khiến cho lô hàng chỉ hoàn thành trước ngày giao đúng một ngày, tức là 30 tháng 8. Nếu áp dụng cách giao hàng bằng tàu như thỏa thuận thì phải mất đến 1 tháng, đồng nghĩa với việc lô hàng sẽ đến không đúng hạn. Nhưng nếu áp dụng cách vận chuyển bằng máy bay thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Fujita quyết định thuê hẳn một chiếc Boeing 707 để chở toàn bộ lô hàng đến Chicago. Dù số tiền bỏ ra cao gấp trăm lần so với giá cước thuê tàu, dẫn đến lợi nhuận của Fujita sụt giảm một cách nghiêm trọng, nhưng họ vẫn quyết định làm vì chữ tín. Việc làm này đã khiến cho công ty thực phẩm của Mỹ vô cùng cảm động và khâm phục họ. Những năm sau đó, họ quyết định trở thành khách hàng thân thiết của Fujita, số lượng dao nĩa đặt gấp đôi, gấp ba so với lượng ban đầu. Thẳng thắn nhận trách nhiệm, biết đặt uy tín lên trên lợi nhuận của công ty là bí quyết kinh doanh của người Nhật, giúp họ nhận được lòng tin và sự tín nhiệm từ khách hàng. Bên cạnh đó, việc nỗ lực khắc phục những sai sót đồng thời duy trì chất lượng ổn định, nhất quán trong suốt quá trình dài là cách công ty Nhật Bản chiếm được lòng tin từ khách hàng. Từ lòng tin ấy, họ phát triển một cách bền vững dù có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Bí quyết kinh doanh của người Nhật có thể nói là nó đến từ sự cẩn thận, cẩn mẫn và những điều nhỏ nhặt nhất. Nó không quá lớn lao, cao sang, nhưng nó lại làm nên đất nước Nhật phát triển một cách vượt bậc như ngày hôm nay. Trong mỗi cuộc gặp gỡ thì việc đầu tiên để bắt đầu cuộc trò chuyện chính là trao đổi danh thiếp lẫn nhau. Trong lễ nghi Nhật Bản thì người ta gọi đó chính là Meishi Koken. Khi nhận được danh thiếp thì người kinh doanh sẽ đón nhận nó bằng hai cái tay và đọc nó một cách cẩn thận. Sau khi đã xem qua một lượt thì họ cất danh thiếp trong một chiếc hộp đặt trên bàn làm việc. Người kinh doanh không bao giờ đút danh thiếp vào túi vì nó được xem là thiếu tôn trọng đối với người khác. Đây chính là quy tắc kinh doanh số 2, xem trọng danh thiếp.
Việc trao đổi danh thiếp cũng là một cách chúng ta biểu lộ sự tôn trọng đối với đối tác. Nó cho ta thấy được giá trị của buổi gặp mặt và sự tự tôn, tự trọng ấy. Bạn cũng sẽ nhận lại giá trị của nó trong tương lai. Nếu bạn ở Bắc Mỹ thì việc làm đó trông bạn thật ngốc nghếch, thậm chí sẽ bị chế nhạo. Tuy nhiên, khi bạn nhận được danh thiếp của đối phương, tức bạn đã có nhiều thông tin quan trọng từ nó. Nếu bạn thấy cần thiết thì chắc chắn bạn sẽ cẩn thận cất nó ở một nơi bạn thường thấy. Còn nếu không, chắc hẳn bạn sẽ quẳng nó vào một góc nào đó trong cặp và đóng cái cặp đó đánh xoẹt một cái. Đó được xem là thô lỗ. Trong những buổi gặp gỡ của người Nhật thì họ luôn trực tiếp đưa ra ý kiến của mình tới những người có cấp bậc cao nhất để giải trình dự định của chính họ. Đôi khi họ thường bị người khác ghen ghét vì xem đó là lấy lòng. Nhưng không, đối với họ đó chính là sự tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm từ những bậc tiền bối, những người đi trước. Đây chính là một trong những bí quyết kinh doanh của người Nhật. Sự tôn trọng như vậy có nhiều người xem đó là để tăng sự chú ý đối với cấp trên, miệng đời thì khó lường. Trong phong tác cư xử cũng thế thì họ sẽ cúi chào thấp hơn đối với những người bậc tiền bối, những người lớn tuổi hoặc những người có thâm niên lâu năm. Trong văn hóa người Nhật, họ luôn coi trọng giá trị của những người đi trước vì sự hiểu biết, sự từng trải và cả những kinh nghiệm đáng quý mà họ cung cấp cho công ty. Dù bạn có đứng chung một bậc thang nghề nghiệp thì những người lớn tuổi hơn bạn họ vẫn luôn quan trọng hơn. Nếu như bạn không bằng lòng với người quản lý, liệu bạn có nên thẳng thắn góp ý kiến với ông ấy? Theo số đông ở Việt Nam thì câu trả lời sẽ là không. Thế nhưng ở Nhật Bản thì hoàn toàn khác. Hãy thẳng thắn góp ý kiến cá nhân của bạn. Đừng bao giờ đòi hỏi hay suy nghĩ đến quyền thế của ông ấy trước đám đông. Hiểu biết sẽ giúp con người ta tiến lên những bậc cao hơn bởi những kỹ năng và kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy. Khiêm nhường, ham học hỏi cũng chính là bí quyết kinh doanh của người Nhật. Âu cũng là một đức tính họ được rèn luyện từ những năm tháng cắp sách đến trường. Cứ dần dần luyện tập, đức tính đó đã ăn sâu trong cốt cách của mỗi người. Thành công trong kinh doanh của người Nhật luôn dựa vào những bí quyết đơn giản, thế nhưng lại đòi hỏi một quá trình tích lũy và kiên trì rèn luyện. Nếu học tập được bí quyết kinh doanh thành công của họ, thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thể dễ dàng phát triển và vươn ra thế giới. Trong phong cách làm việc của người Nhật, họ thường hay đề ra những khẩu hiệu để nâng cao hiệu suất làm việc cho công nhân viên. Rất nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản bắt đầu một ngày làm việc của họ bằng một buổi sáng tập hợp nhằm nâng cao tinh thần hăng hái làm việc. Và mỗi buổi sáng họ thường xếp hàng và đồng loạt hô khẩu hiệu của công ty. Đó là cách để gây cảm hứng, hăng hái, tạo động lực và lòng nhiệt huyết trong công việc cho mỗi nhân viên. Điều này cũng giúp họ đạt mục tiêu của công ty luôn được giữ vững trong tâm trí của mỗi người. Đặt ra những khẩu hiệu, quy tắc kinh doanh số 4. Các bạn à, bề ngoài của việc hô khẩu hiệu được xem ra có vẻ giống như là một sự truyền bá tôn giáo. Nhưng không, đó lại chính là những lời cổ động tinh thần làm việc cho mỗi công nhân viên ở Nhật Bản. Từ đó ta có thể thấy năng suất làm việc của người Nhật luôn đạt đến mức tuyệt nhất. Một cuộc tập hợp vào mỗi buổi sáng hàng ngày thay cho lời nhắc nhở một chiến lược, một mục tiêu lâu dài của công ty. Những lời nói đó có thể tạo cho mỗi công nhân viên một sự chắc chắn, một sự nhắc nhở cho từng cá nhân như một nhiệm vụ bắt buộc hàng ngày. Hãy nhắc nhở bản thân mỗi khi bạn cảm thấy chán, đặt mình ngồi xuống, suy xét lại mục tiêu của bản thân mình trong mỗi công việc mình đang làm. Hãy để lại trong đầu một mục tiêu lâu dài cho chính bản thân bạn. Liệu điều đó sẽ có ích chứ? Vâng, xin thưa, nó sẽ rất có ích cho bản thân bạn. Không chỉ trong hoàn cảnh hiện tại mà ngay cả sau này, khi bạn chán nản, cảm thấy nản chí, thiếu tự tin, hãy viết ra tay những khẩu hiệu. Và trong những khẩu hiệu đó thì hãy đi kèm là những lời động viên và mục đích mà bạn muốn đạt được. Các bạn có để ý rằng người Nhật luôn giữ một vẻ mặt nghiêm túc không? Một khuôn mặt nghiêm khắc, nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh chính là điểm luôn có trên mặt của những công nhân Nhật Bản. Ngoại trừ những dịp làm cho người Nhật có thể thả sức cười, thì những nhân viên Nhật Bản thường không diễn ra cảm xúc vui đùa trên khuôn mặt của bản thân mình. Đây là quy tắc ngầm mà người Nhật luôn áp dụng, đó là nghiêm khắc trong mọi thời điểm. Che giấu đi những cảm xúc trên khuôn mặt, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm khắc chính là phong cách làm việc của người Nhật. Đặc biệt là ở trong các cuộc họp, họ nói nhỏ, giọng rất thận trọng và thường hay nhắm mắt khi chú ý gần tới người nói. Thói quen này của các cư dân xứ sở mặt trời mọc được người nước ngoài xem là thể hiện dấu hiệu của sự khó chịu. Người Nhật hầu hết đều có sự kính trọng trong tín ngưỡng, ngay cả ở những nơi làm việc. Sự hài hước gần như biến mất trong những giờ làm việc. Sự hài hước chỉ xuất hiện trong những giờ nghỉ trưa, nghỉ giữa ca. Với mỗi người chúng ta, dường như những nơi làm việc tràn ngập những thứ nghi thức như vậy tạo cho chúng ta sự ngột ngạt và khó chịu. Bạn không muốn biến nơi làm việc thành những mảnh đất thánh.
nhưng bạn cũng chẳng có nguyên cớ nào để biến nó thành ngôi nhà thứ hai của bạn. Vẻ chuyên nghiệp và tư cách cá nhân được người Nhật xem là sự kích thích trong công việc. Vì thế, sự lặng thinh cũng sẽ tăng sức sản xuất trong doanh nghiệp. Đôi khi ta thấy những bí quyết kinh doanh của người Nhật thật điên rồ, chẳng đúng với những định kiến xã hội, nhưng lại từ những điều kỳ quặc đó đã hình thành nên đất nước Nhật như ngày hôm nay. Các bạn có thường hay sử dụng câu làm hết sức chơi hết mình không? Đây chính là quy tắc thứ 6 trong kinh doanh của người Nhật đấy. Làm hết sức chơi hết mình là một trong những bí quyết kinh doanh của người Nhật. Sau những ngày làm việc căng thẳng và đầy mệt mỏi, những nhà kinh doanh Nhật Bản sẵn sàng xả hơi cho mình ở những nơi quán bar hay là club. Hoàn toàn khác ngược với cái tính cứng ngắc, lễ nghi nơi công sở, những doanh nhân Nhật Bản khi đã đến với những quán karaoke, bar, họ sẽ quẩy hết mình. Một sở thích được ưa chuộng là đến các quán bar karaoke, nơi mọi người có thể thả sức hát đến tận nửa đêm, thậm chí là đến khi họ không thể hát được nữa. Có thể nói những quán bar là nơi họ có thể sống thật với chính mình nhất. Bên cạnh những địa điểm vui chơi giải trí để cân bằng công việc, thì các câu lạc bộ khiêu vũ hay là hộp đêm còn là nơi để những đồng nghiệp chia sẻ thông tin hoặc thậm chí là ký kết hợp đồng nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó lẫn nhau. Một điểm đặc biệt ở cư dân xứ sở mặt trời đó là không để các hoạt động vui chơi chi phối quá nhiều cuộc sống của bản thân họ. Thời gian rảnh rỗi đó, nó chỉ là một phần trong ngày của bạn mà thôi. Nó giúp bạn giải tỏa những lo toan muộn phiền hay những bực bội nơi công ty, những nỗi buồn không nói thành lời. Hãy quên đi công việc trong khoảng thời gian bạn đang tận hưởng. Công việc chỉ là một phần trong cuộc sống của bạn, nó không phải là tất cả. Hãy tận hưởng những giờ phút hạnh phúc bên cạnh những đồng nghiệp của bạn. Bí quyết kinh doanh của người Nhật Bản không chỉ bắt nguồn từ cách sống, cách làm việc, mà nó còn là từ cách ăn chơi của họ. Không nhất thiết cứ phải chăm chăm vào công việc mà quên đi cuộc sống của bản thân mình. Người Nhật đặt mối quan hệ lên hàng đầu, nó thường đề cập đến đầu tiên trong mỗi mối quan hệ mới. Đặc điểm chung của các nhà kinh doanh Nhật Bản là khả năng thích ứng cao trong mọi tình huống, dù nó căng thẳng và vô cùng quan trọng như trong cuộc đàm phán hay là trong những cuộc đàm thoại đơn giản giữa các đồng nghiệp với nhau. Luôn xem trọng những mối quan hệ, quy tắc kinh doanh số 7. Ngoài ra thì khả năng diễn thuyết mang lại cho họ nét đặc biệt. Cách diễn thuyết của họ tạo một cảm giác dễ chịu và gây thiện cảm đối với đối phương. Nhờ đó thành công để dành cho hợp đồng cũng rất cao. Làm quen, giao tiếp với những người có thân thế, địa vị là khía cạnh mà người Nhật quan tâm đến để có thêm nhiều cơ hội trong những phi vụ làm ăn mới. Hoàn thành bài phát biểu đầy thuyết phục chính là bí quyết kinh doanh của người Nhật. Nó mang lại sự tin cậy, khả năng thành công sẽ rất cao. Người Nhật cảm thấy nghĩa vụ của họ là phải trung thành với những hợp đồng mà họ đã ký. Ngay cả sau khi hợp đồng được hoàn thành, họ vẫn được tôn trọng đối tác của mình. Đối với người Việt Nam thì ta hãy gọi đó là sự phô trương thân thế bằng cách tự nhận với những nhân vật nổi tiếng. Nhưng đối với người Nhật đó chính là sự tinh ý và hiểu biết. Nếu bạn không muốn bị gọi là người khoác lác, nhưng đó lại là một điều quan trọng và vô cùng cần thiết khi chúng ta ở trong một tổ chức. Một nhà kinh doanh giỏi là người biết xây dựng cầu nối mọi nơi, từ đó bạn cũng đã nâng cao giá trị bản thân mình lên. Một ngày bạn chỉ nhắc đến những thành công và bạn sẽ nhanh chóng đạt được giấc mơ của chính bạn trong sự nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, mỗi nền văn hóa khác nhau lại hé mở cho chúng ta những điều mới, những bí quyết thành công mới. Qua video ngày hôm nay của Bí quyết thành công thì các bạn có thể thấy với 7 quy tắc, 7 bí quyết kinh doanh của người Nhật đều xuất phát từ những điều cơ bản nhất. Thế nhưng những lợi ích mà chúng đem lại cho những doanh nhân Nhật Bản lại không hề nhỏ. Thế nên sau khi xem xong video này thì các bạn hãy áp dụng những quy tắc, những bí quyết kinh doanh của người Nhật. Bí quyết thành công tin chắc rằng các bạn sẽ là người nổi bật nhất đấy.